Cái video này mình trang tiếp tập làm chung. Ok, thầy đưa cái này. V equals 5x, 5 bracket x plus y chia cho 4. Ok, thì con phải rearrange nó. Con phải rearrange nó làm cái x the subject. Ok, bấm ngừng chơi vòng vòng đi. Alright, thì giả bộ là cái này là nguyên cái ở trên, thầy muốn viết cái số 4 này thì nhân cho 4 mỗi bên, 4v equals 5 bracket x plus y close bracket. Bây giờ thầy giả bộ như vậy, cái này nhân cho cái này, thì thầy viết số 5 đi, từ cái x nó đang dính ở trong đây, thì thầy chia cho 5. Thầy muốn viết cái số 5 thì thầy chia cho 5 là 4v over 5. Thầy cái còn x plus y mình không cần mấy cái brackets này, thì nó không có đồ vòng vòng ở bên đây thì mình không cần nó. Ok, mình chỉ viết như vậy thôi. Bây giờ thầy muốn muốn viết cái y thì thầy trừ cho y mỗi bên là 4v over 5, thì thầy trừ cho y, ok, là nó còn x. Bây giờ cái này là có thể là đã xong mà điều mà mình muốn làm nó sạch sẽ lại, thì thầy mình ăn gian một chút xíu, thì cái này á thì thầy giả bộ như nè, cái này trừ cho cái này đúng không, mà điều cái y này á là thầy viết là y over 1. Ok, tự thầy muốn ép hai cái này vô là thầy đổi cái y này, thay đổi nó qua cái fraction. Ok, thì nên vậy đi, 4v over 5. Nào bây giờ thầy có hai cái fraction. Ok, thầy muốn nó cộng hay là trừ á, là hai cái số ở dưới á nó phải giống nhau, đang bây giờ mình có số 5, đang bây giờ mình có số 1, thì thầy nhân ở dưới nhân cho 5, ở trên nhân cho 5. Ok, thì thầy cái này á là nó không có thay đổi gì hết, 4v over 5 trừ cho, ok, thầy nhân cho 5 ở trên á là 5y ở dưới á, 1 nhân cho 5 là 5. Bây giờ hai cái số này nó giống nhau thì mình có quyền ép nó vô. Bây giờ thầy ép nó vô là 4v minus 5y. Ok, là nó là bằng x. Là bây giờ á cái này mới ngói, thì mình tới chỗ này á là mình có quyền nói là xong. Mới ngói vô á thì nó sạch lắm, mà điều thực sự á là nó có hai cái fractions, thì mình ép vô một cái fraction này. Ok, nhìn cái này á thấy nó dơ hơn cái kia, mà điều thực sự nó sạch hơn, tự nó chỉ có một cái fraction thôi. Ok, alright, từ một cái fraction này mấy cái ngày mốt sau á thì nó sẽ dễ làm công việc hơn. Một cái fraction ở trên đây á là nó có hai cái fraction này. Ngày mốt mình làm đồ khó á, là nó thực sự tính ra là nó khó hơn, nó dơ hơn, thì cố gắng làm nó ép nó vô cho nó một cái fraction nó tốt hơn. Ok, cái này z equals a plus 3 x minus 3 chia cho 4. Ok, thì mấy tụi con suy nghĩ đi, mỗi lần con có cái cộng, mỗi lần nó đồ nhân á, à, khi có cái cộng quan trọng á là con giả bộ là cái này là một khúc nè, à, khi nó cộng cái này, nếu mà thầy có cộng cũng như cộng bi nữa thì con bỏ cái a, con nếu mà con muốn làm x subject cho thì con lấy cái a qua đây, thì lấy cái b qua đây, thì cái viết số 4
viết số 3 là từ 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 là con sẽ tới cái X. Ok, thì thầy thầy làm lại cho con coi cho nó sạch sẽ lại, thầy viết lại. Z equals A, thầy thầy viết cái hồi nãy lại nè, A x minus 3 over 4. Ok, mấy mấy tụi con suy nghĩ chơi vòng vòng đi, bấm ngừng đi. Ok, thì đang bây giờ mình có một cái khúc này cộng cái này, thì thầy cái x của thầy là ở trong cái này, thì thầy viết cái này trước đi cho nó sạch sẽ một chút xíu, thì thầy trừ a mỗi bên, z trừ a. Ở bên đây thầy chỉ có cái này thôi, là minus 3 over 4. Ok, bây giờ thầy nhân cho 4, thầy nhân cho 4, là nó cũng như là giả bộ đi, giả bộ cái này nè, con có con voi ở đây, ở kia con có con giraffe ở đây, kia ở bên đây con thầy không không thèm biết ở bên đây, mà điều nếu mà thầy thầy muốn nhân cho 4 mỗi bên á thì thầy phải có bốn bốn cái là thầy có quyền suy nghĩ nè, một cái này đúng không, thầy đang có cái này, thầy nhân cho 4 là thầy phải có bốn cái này, bốn cái này ý thầy muốn nói á là thầy phải có bốn con voi, bốn con voi. Ở kia thầy phải có bốn con cao cổ, là nó nếu mà thầy muốn nhân cho 4 thầy nhân vậy. Có nhiều người á là nói là nhân cho 4 á, họ đa số người là viết như vậy nè, nhân cho 4 là con coi cái này á là thực sự á, con chỉ làm là bốn con voi thôi à, bốn con voi. Ở kia chỉ có một con cao cổ, cái đó là không được, không đều, con phải có bốn con voi, bốn con cao cổ, là con phải có như vậy nè, con phải có như vậy nè. Con phải làm như vậy nè, bỏ cái fraction này nhân cho 4 nó mới được, là ý ý cái này nói là bốn con voi là bốn con cao cổ. Ok, là tới 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 chỗ này á, tới chỗ này á là con nhân cho 4 á, là con phải làm như vậy nè, bốn bốn con voi là cái bốn con cao cổ giống vậy á. Con không đừng đừng có viết 4 z trừ a, tự con làm vậy á là con có bốn con voi, thì kia không có con cao, chỉ có một con cao cổ. Con phải nhớ nhân cho 4 là cái gì cũng phải nhân á, nhân cho 4 là con phải làm vậy. Ok, x trừ cho 3. Ok, ok thì mình chăng tiếp. Bây giờ thầy muốn x một một mình thì thầy cộng 3 mỗi bên, thì nhớ nhân á là nhớ là nhân á là nó làm đồ dính nhau, là nguyên cái này dính nhau rồi, thì thầy đem cái này xuống thì nó nhân, nó đang nhân cái gì cũng nhân nhau hết. Z minus a, cái thầy cộng cho 3 như vậy á. Ok, tự đang đang bây giờ á là cái này nè, nó đang này, thì cái cộng cho cái số 3. Ok, thì không phải viết như vậy á, là x là tất cả hết á, là như vậy nè, tất cả hết á là 4 z minus a plus 3 equals x. Ok, thì con cũng có thể làm cái này qua da nè, có thể nếu mà con muốn muốn làm nó da. 4 con voi trừ cho 4 con cao cổ cộng cho 3 equals x. Con có quyền để nhầy, cái này là cũng là cái trả lời. Nhớ mấy cái này khác nhau hết. Nó con không có quyền ép nó vô lại. Ok, cũng như là con voi với là con cao cổ nó khác nhau, con không có quyền ép nó vô, thì nó con phải để nguyên nguyên vậy. Ok, mà điều tới cái chỗ này là con có quyền nói xong nè. Ok, xong.